Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop, và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày. Trước khi trở nên nổi tiếng, những thần tượng Hàn Quốc này cũng là người bình thường giống như chúng ta. Điều duy nhất khiến họ trở nên khác biệt là tài năng và visual lộng lẫy, kể cả khi không được make up và làm tóc. Ảnh chụp thời trung học của những thần tượng này chính là bằng chứng nhan sắc chơi trò của họ, không cần bất cứ sự can thiệp do kéo nào. Thứ nhất, Chaewon của IZONE. Chaewon, thành viên của nhóm IZONE, không thay đổi nhiều kể cả khi đã nổi tiếng. Cô từng học ở một trường nghệ thuật, ngôi trường nổi tiếng mà nhiều thần tượng K-pop đã từng học và tốt nghiệp. Thứ hai, Yuna của ITZY. Yuna của ITZY là một trong những thần tượng có tuổi đời nhỏ nhất giới K-pop. Vì sinh nhật của cô rơi vào năm 2003, vậy nhưng Yuna vẫn sở hữu gương mặt có nét đẹp trưởng thành và lộng lẫy. Bên cạnh kỹ năng ca hát, vũ đạo, Yuna còn yêu thích và giỏi môn bóng đá khi cô học cấp 2. Thứ ba, Dini của Oh My Girl. Dini là giọng ca được yêu thích của nhóm nhạc Oh My Girl. Cô tốt nghiệp trường trung học nghệ thuật Hàn Quốc năm 2016 và dành tất cả thời gian để quảng bá nhóm nhạc Oh My Girl của mình. Thứ tư, Nayeon của Twice. Nayeon là nàng em út trong nhóm Twice, nổi tiếng vì gương mặt dễ thương, giọng ca với những quãng cao ấn tượng. Thứ năm, Irene của Red Velvet. Irene, nữ thần đến từ nhóm nhạc Red Velvet, rất nổi tiếng vì gương mặt thanh tú và xinh đẹp của mình. Trong các bức ảnh cũ thì cô có kiểu tóc đơn giản hơn, nhưng những đường nét gương mặt vẫn còn nhiều nét tương đồng với khi trưởng thành. Thứ sáu, IU. IU hầu như không hề thay đổi diện mạo kể từ khi cô chụp ảnh tốt nghiệp cho đến giờ. Visual của IU là minh chứng cho thấy tuổi tác không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của mình. Thứ bảy, Jaehyung của Twice. Jaehyung của Twice là một trong những cô gái hiếm hoi có tấm ảnh chụp tốt nghiệp với nụ cười tươi rạng rỡ. Qua năm tháng, không chỉ gương mặt của Jaehyung không thay đổi mà nụ cười lạc quan tươi sáng của cô cũng vậy. Thứ 8, Chiwi của Twice. Bên cạnh hình ảnh của Jaehyung còn có bức ảnh tốt nghiệp của Chiwi khi cô tốt nghiệp khỏi trường nghệ thuật Hallyu. Đôi mắt lớn và ngũ quan cân đối khiến người ta có cảm giác cô đang chụp ảnh tạp chí thay vì ảnh tốt nghiệp. Thứ 9, Yerin của GFAM. Yerin của GFAM sở hữu một gương mặt dễ thương, xinh đẹp và cân đối kể từ khi cô vẫn còn là học sinh trung học. Cô từng học tại trường nghệ thuật Hallyu giống như nhiều idol nổi tiếng khác. K-net vô cùng ấn tượng vì sự khác biệt ít ỏi giữa Yerin ngày ấy và bây giờ qua những tấm ảnh. Thứ 10, Haewon của IZONE. Trong bức ảnh tốt nghiệp, Haewon của IZONE cũng được K-net nhận xét là trông không khác biệt là mấy. Cô sở hữu những đường nét cân đối trên gương mặt, đôi mắt lớn và chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, tôn cao visual ngọt ngào của mình. 11. Yeri của Red Velvet. Yeri là em út của nhóm Red Velvet, tốt nghiệp trường nghệ thuật Hallyu từ năm 2018. Nhan sắc của cô trong bức ảnh tốt nghiệp và ngoài đời hầu như không khác nhau là bao. Thậm chí K-net cho rằng cô đã toát lên phong thái của một idol ngay trong ảnh tốt nghiệp. 12. Jisoo của Blackpink. Thành viên của Blackpink Jisoo được K-net vô cùng ngưỡng mộ bởi visual của cô trong những bức ảnh cũ. Mặc dù có mái tóc ngố cắt mái bằng nhưng đôi môi trái tim và ngũ quan cân đối đã chứng minh nhan sắc hoàn toàn tự nhiên của Jisoo. 13. Yuna của SNSD. Yuna từng được đưa vào những cuộc tranh luận về gương mặt đại diện cho phái nữ giới K-pop. Sắc đẹp của cô đã nở rộ kể từ khi học trung học và không hề giảm sút qua thời gian. 14. Ryujin của ITZY. Ryujin của ITZY sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và rạng rỡ, với minh chứng là bức ảnh tốt nghiệp của cô. 15. Yeri của ITZY. Cuối cùng thì Yeri là một trong những nữ thần trẻ tuổi nhưng có visual lộng lẫy nhất. Cô nàng trong bức ảnh tốt nghiệp và bây giờ hầu như vẫn y hệt, đặc biệt là ở đôi mắt thướt tha và nụ cười mỉm ngọt ngào của cô. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.